Một, hai, ba. Ừ đúng rồi, em mà tính là em thua. Em mà nhìn á là em thua đó. Làm lại nè, không nhìn nè, làm lại. Giờ tính cái này nha. Ừ cái này tính, không nhìn chứ mà. Ừ. Em đang tính luôn á. Một, hai, ba. Ừ, ủ. Đó chứ không nhìn thắt. Nha, đọc trước đi. Ghê, về tính hơn coi, về tính hơn coi. Tính hơn coi. Một, hai, ba. Thấy chưa? Ủ, lời nguyền luôn ha. Không nhìn, không nhìn. Không nhìn nha. Một, hai. Em thua rồi. Trời ơi, thấy chưa, chán ghê. Giờ anh vẫn đọc trước chứ hả? Anh vẫn đọc trước chứ. Ừ. Lady first mà. Ủa? Sai đó. Và bây giờ chúng ta cùng nhau gặp gỡ với bốn cô gái sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Lê Thị Kim Huệ. Wow, cô ấy là một người mẫu vô cùng xinh đẹp và đam mê nấu ăn nữa. Đang thực hiện màn trình diễn thái mộng những lắc chanh của mình. Ôi trời ơi, chắc chắn là Huệ đang muốn giấu đi những gì hấp dẫn nhất, hấp dẫn hơn nữa ở phía sau đây. Hãy chờ xem ngày hôm nay bạn Kim Huệ sẽ làm được gì nha. Xin mời bạn Lê Thị Kim Huệ. Và tiếp theo là bạn Trần Thị Nhã Phương, một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán và hiện đang là một nhà đầu tư bất động sản. Wow. Tuy luôn bận rộn nhưng Phương luôn dành nhiều thời gian để tự nấu ăn. Cô nàng cho rằng để nấu một món ăn ngon, ngoài nêm nếm gia vị thì phải nêm vào cả một chút đam mê nữa. Thật là đáng yêu. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón bạn Trần Thị Nhã Phương. Trời đất ơi. Và cô nàng tiếp theo cũng không kém phần thú vị. Một cô nàng cực kỳ dễ thương, vui tính và cũng cực kỳ đam mê nấu ăn. Rõ ràng đây là một mẫu phụ nữ của gia đình. Thần linh ơi, mà tất cả những người đàn ông ở đây đều khao khát có được cô ấy. Đó chính là bạn. Không có tên luôn. Không có tên cho kịp bạn. Ờ, bạn gì đây? Ờ, ừ. Cuối cùng, cô gái cá tính cuối cùng của ngày hôm nay, Dư Ngọc Thanh. Hiện cô đang là trợ lý đối ngoại của một công ty khá nổi tiếng. Tuy áp lực công việc luôn đè nặng, nhưng Thanh luôn có một niềm đam mê với nấu ăn. Kìa, ơ kìa. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cô ấy là múa dao vậy. Thanh hẳn sẽ không chịu thua ai đâu nha. Xin mời bạn Dư Ngọc Thanh. Trời đó ơi, là một ưu điểm rất là lợi hại luôn. Lợi bởi thế. Vì khi mà mình không biết làm gì hết, đúng nhưng rồi. Mà nhờ cái sự lạc quan đúng và rồi. Cái sự vui vẻ của mình ừ. sẽ làm cho không khí trong lúc mà căn bếp của mình đó lúc nào cũng sẽ vui vẻ ừ. đúng không anh Huy? Ừ đúng, ừ, đúng rồi. Tự tin lên, mình tự kể tin cả lên. Khi mà em không biết nấu ăn thì mình cứ lạc quan lên không cái sao cả, mình không có bị hư hay gì mình vẫn gọi đồ ăn về được không sao hết. Miễn sao mình giữ được tình vui đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Người cái con trai đi khí. Về thấy người phụ nữ nhà mình vui quá thì anh em cũng vui em theo. Em ơi, em đã nấu ăn chưa? Chưa. Tại sao vậy? Em không biết. Không sao, đi ăn với anh thôi. Đó. Kiểu như vậy. Anh camera kia anh ngủ luôn rồi kìa. Không ai vực dậy tinh thần của mấy anh hết. Mấy anh ơi cố lên nào. Cố lên mấy anh ơi. Cameraman ơi cố lên. Mấy giờ? Mày lên. Mấy giờ rồi? Phải đi. Anh Huy mấy giờ anh Huy? À? 10 giờ đêm rồi. Trời ơi. 5 ngày nữa. Mạnh mẽ lên. 5 ngày nữa. Chúng ta chịu được mà. 5 ngày nữa thôi. Ngày 17 là chúng ta có được tặng mọi người chai nước biển nha. Truyền trực tiếp. Không ăn uống gì hết. Quay luôn. Thưởng chưa nào? Bằng cả trái tim đi em ơi. 10 giờ rồi, 10 giờ rồi. Thưởng chưa, thưởng chưa. Bằng cả nhiệt huyết. Thanh xuân đi nào. Cố lên, cố lên. Nhanh lên em ơi. Rồi xong. Ok. Không sao, không sao. Cameraman bình tĩnh nào, cameraman ơi. Cố lên, nhanh lên. Mạnh mẽ lên. Hết khả năng đi nào. Cố lên. Để ngày 15 chúng ta kết quả tốt nào. Ngày 15, quan trọng ngày 15 và ngày 16, 17, 18 nữa. Cố lên. Nhiều cái lóc anh em ơi. Hiện trường đâu rồi, đủ chưa? Rồi. Anh Trường ơi, trái tim ở đâu rồi? Anh Trường ơi. Cố lên. Đủ chưa? Rồi, ok. Rồi. Đạo diễn, tập trung đạo diễn ơi, không ăn nữa nè. Khán giả ơi. Người nhà, người chơi ơi, mọi người ơi, gia thầy lâm. Thầy ơi. Thầy Quốc Y ơi. Thầy Y ơi. Ra ăn thôi. Xin mời thầy Quốc Y vô lòng vào phim anh trường. Anh gia lâm ơi. Có người thân cần gặp, xin mời thầy Quốc Y. Lời mời cuối cho hành khách Quốc Y. Bạn Hiếu Hào. Đây thầy lên rồi đó. Hiếu Hòa. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Hiếu Hòa. Trời ơi.
Ngồi dưới coi cho mình tấu hề luôn. Dạ, em mời hai bạn. Dạ. Trời ơi, quá chậm, quá chậm. Về dễ con mới bắt kịp hả? Cái gì? Cái gì? Nào, quay nào. Em gái tôi sắp xỉu tới nơi rồi. Nào, Nhã Phương và Kim Huệ ơi, chúng ta bàn vấn đề nhà đất sau nhé. Nào, Annabelle, dậy, chơi. A few moments later. Khẩn trương nào, như một con lốc. Đón xem tập 16 Ẩm thực kỳ duyên phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7.